Rồi, kể cả cái một cái từ thôi cũng đều có là cái serial number đầy đủ luôn. Rồi chúng ta sẽ xem cái phần thiết kế cái màng loa của nó. Màng thì được làm bằng màng giấy cũng rất là cứng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa lại chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm cùng mới về thị trường Việt Nam, mà của nó là Audaz V8. Thì loa này có kích thước cùng nằm đâu đó là mình lấy một tờ giấy A4, nó khoảng khoảng lớn hơn tờ giấy A4 một chút thôi mọi người ha. Thì một chiếc loa nó nhỏ như thế này thì có phù hợp để sử dụng cho karaoke hay không? Thì với cái thông số như vậy thì mình thấy là nó rất rất là ok rồi. Rồi còn có một số quý vị cũng có nói là loa nhỏ như vậy đánh nó có hay hay không, hát nó có dày hay không, cái chất âm nó có dày hay không, hay là nó hay hay là nó mỏng. Định kiến của khách hàng, định kiến của mọi người cứ nghĩ là loa nhỏ thì cái âm thanh của nó sẽ mỏng, không có được dày, không được ấm. Nhưng thực chất mình nói thật với mọi người, ví dụ như dòng loa Bô L1 của Bô chẳng hạn, kích thước của nó cũng chỉ có 1 inch thôi mọi người, cái loa nó bé xíu này, nhưng mà khi chúng ta nghe cảm giác cũng rất là dày mọi người. Đây là vì vấn đề là cái nhất là công nghệ, cái thứ hai là nó là dòng all in one, cho nên là cái cách setup của nhà hàng người ta rất là ok, setup đúng thì khi đó nó ra sẽ rất là hay, rất là dày mọi người. Thì như vậy thì cái vấn đề này thì một khi bên mình ráp thì bên mình sẽ setup này kia luôn, có nghĩa là làm sao để mà tối ưu cái loa nhất để cho ra một cái âm thanh hay nhất. Cái thứ hai nữa là loa bây giờ các nhiều nhiều nhà hàng người ta cố tình sản xuất ra những cái loa nhỏ gọn như thế này để phù hợp cho những cái căn hộ đó, nó sẽ không có bị chiếm diện tích của chúng ta và nó làm cho cái view căn nhà của chúng ta trở nên đẹp hơn và sang trọng hơn, thay vì chúng ta phòng của chúng ta nhỏ mà chúng ta lại sử dụng những cặp loa quá lớn như thế này, nó sẽ bị chiếm diện tích của chúng ta quá là nhiều đó. Cho nên là bây giờ rất nhiều hãng đã thiết kế ra những dòng loa nhỏ nhưng công suất lại rất là lớn. Ví dụ như dòng loa SE mà mình cũng có hay thường bán đó mọi người, cặp loa đó cũng chỉ là bằng từ giấy A4 thôi, nhưng mà công suất của nó lên tới là 250W lực. Mình sẽ vào trang web của hãng để mọi người chúng ta thấy, mình search V8 cái là nó ra ngay đây mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình chúng ta cùng đi vào chính trang web của hãng để chúng ta xem cái thông số của nó đáp ứng như thế nào, có phù hợp cho những căn phòng tầm 15 cho tới 20 mét vuông hay không. Mình sẽ vào phần thông số. Đây là dòng loa Highway và công suất hoạt động liên tục của nó là 175W và công suất peak của nó là 350W. Thì như vậy thì loa có thể đánh dao động 210 cho đến tới là 215W là rất là ok. Khi chúng ta đánh ở 210W hoặc 215W thì loa sẽ không bị ảnh hưởng gì mọi người. Rồi, decibel của loa liên tục, hoạt động liên tục của nó là 92 decibel và maximum của nó là lên tới là 115 decibel. Thì như vậy loa cũng sẽ đạt được decibel dao động là 105 decibel, tức là không ảnh hưởng gì đến vấn đề loa. Còn khi nào chúng ta đánh lên tới là 110 decibel hoặc 115 decibel thì ngay lúc đó loa sẽ bị ảnh hưởng. Loa này thì nó chỉ đạt tần số, ví dụ như là chúng ta đánh ở dương 3 decibel thì loa chỉ đạt được từ là 65Hz lên tới là 20kHz thôi. Còn nếu như chúng ta đánh ở âm 10 decibel thì loa sẽ đạt được từ 55Hz cho đến tới là 20kHz. Thì như vậy thì khi sử dụng những cặp loa nhỏ và gọn như thế này để tối ưu hơn thì chúng ta cần phải có thêm một cái súp nữa. Thì đây là dòng V8. Nó sử dụng với trở kháng là 8 ohm, công suất hoạt động liên tục của nó là 175W mọi người ha. Đây là dòng một thương hiệu tới từ Bỉ và được gia công lắp đặt ở tại China, cho nên là nó có là Made in China và serial number đầy đủ hết mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui ra để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm thử cái phần bên trong thiết kế của nó. Khi đưa về thì mình cũng chưa có tháo đâu, và bây giờ mình mới bắt đầu mình tháo ra để mình và mọi người chúng ta cùng trải nghiệm thử xem là cái phần thiết kế, cái khâu hoàn thiện của nhà hàng, những cái dòng loa châu Âu để xem nó như thế nào. Ok mọi người, thì dòng loa này là nó có hai tông màu, màu trắng và màu đen. Thì mọi người nếu như chúng ta là thích những cái tông màu trắng màu đen thì chúng ta có thể lựa chọn màu đen, và nếu như chúng ta thích màu trắng thì chúng ta có thể là lựa chọn màu trắng để cho nó phù hợp với cái tông nhà của chúng ta. Loa rất là nhỏ gọn và rất là đẹp mọi người. Còn về chất âm thì mình sẽ test cho mọi người vào một clip sau. Mình sẽ test để mình và mọi người chúng ta cùng trải nghiệm thử luôn.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ tháo cái logo này á, chúng ta có thể là xoay ngang được mọi người ha. Bởi vì là có trường hợp thì loa chúng ta sẽ cần đeo ngang, cho nên là nhà hàng đã thiết kế cho chúng ta là vừa để treo đứng và vừa treo ngang được. Và vì thế cho nên logo có thể xoay được đó. Đó, mọi người nhìn tổng quan, đây là phần mặt trước của loa khi đã được tháo lưới. Thì về cái phần bên trong thì mình đánh giá là cái khâu hoàn thiện và tỉ mỉ của họ thì cũng chưa có được ok cho lắm. Nó còn hơi sần sùi một xíu, nhưng mà cũng không sao. Còn đây là phần bên trong. Còn phần bên ngoài thì mình đánh giá là loa được phủ một lớp sơn, nhìn rất là tỉ mỉ và rất là ok. Khâu hoàn thiện cũng khá là tốt. Đó, còn như bên trong thì nhà hàng lại không tập trung mấy. Đấy, ví dụ như nhìn mọi người nhìn là những lớp keo, lớp sơn á đang còn hơi xù xù xầy một xíu. Đó, chắc có lẽ là họ tập trung đến phần chất âm nhiều hơn. Đó, ok, bây giờ mình sẽ tháo cái ruột ra. Rất là lớn mọi người, lớn. Để mình đo xem để mọi người thấy là cái từ của nó bao nhiêu ha. Đó, mình sẽ khui luôn củ chép. Đây là củ bát và đây là củ chép. Thì chép và bát của dòng loa này thì đều được làm bằng từ Philips. Đây, loa này là loa 2 tức mà. Từ của nó đạt lên tới là 15 phân mọi người hả. Tức là chỉ còn có một xíu nữa thôi. Còn có 6 phân nữa thôi là cái từ của nó bằng với cái khung luôn. Rồi kể cả cái một cái từ thôi cũng đều có là cái serial number đầy đủ luôn. Rồi chúng ta sẽ xem cái phần thiết kế, cái màng loa của nó. Màng thì được làm bằng màng giấy, cũng rất là cứng. Đó, cho nên nó cái khả năng để mà tái tạo những cái âm dạy cao á rất là tốt. Đó, những màng giấy. Cho nên là khi âm thanh được đánh ra thì những cái âm dạy cao nó cho ra rất là chi tiết và rất là rõ. Nhìn thì cái củ loa nó không có được đẹp như những cái dòng loa mình hay tháo kia, nhưng mà bây giờ mình sẽ quan trọng tới vấn đề chất âm. Bởi vì thực chất thì mỗi nhà hàng người ta sẽ chú tâm vào một cái. Có khi là cái khâu hoàn thiện của họ về bên trong người ta sẽ không có chú tâm tới, nhưng mà cái phần mà về âm thanh người ta sẽ chú tâm tới. Và cái để mà test xem chất âm như thế nào thì mình sẽ làm một clip khác để mình test để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm đánh giá thử xem là chất âm của nó như thế nào, cái khả năng mà để đáp ứng được những không gian tầm 15-20 mét vuông như thế nào, nó có ok không. Nhìn cái phân tần cũng rất là đẹp mọi người ạ. Có phần riêng của có cuộn cảm riêng của chép và bát. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tạm thời như vậy đi, rồi mình sẽ cho mọi người chúng ta trải nghiệm thử chất âm của nó sau. Thì thực chất thì khi mang về á là mình cũng có test rồi và mình xác định, cho nên là hôm nay mình mới là khui cho mọi người xem bên trong luôn, và để mình cùng xem về cấu trúc bên trong của nó luôn. Đây, củ chép rất là nhỏ mà cái âm ra rất là nhuyễn. Cái họng chép này chất liệu được làm từ nhựa mọi người ha, chứ không như một số dòng kia thì được làm bằng kim loại. Rồi ok mọi người, thì mình cũng đã khui ruột cho mọi người chúng ta cùng xem rồi, và clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share và subscribe, và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo.